Bộ Sát Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xanh của toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bộ Sát Đức Huy đang có mặt ở vườn của anh Đào Nhất Hoa tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Một người rất đặc biệt quý vị ạ. Và đến với vườn cây của anh thì anh cũng có những tác phẩm đặc biệt theo cái cách của riêng anh. Và tác phẩm đó thì là tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Đó là tác phẩm Cối Xay Lúa. Một tác phẩm có lẽ là có 102 ở Việt Nam này. Và một cái tác phẩm anh ấy tái hiện một cái nét văn hóa, nét văn hóa Việt. Và còn thể hiện cái ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Đó là thể hiện cho cả một cái ngành nông nghiệp Việt Nam. Thì chúng ta sẽ đến lại gần với tác phẩm để xem những cái thay đổi, những cái biến chuyển của tác phẩm qua một cái thời gian ngắn. Thì cách đây cũng từ năm ngoái Bộ Sát Đức Huy đến thăm vườn anh. Và sang năm nay thì trở lại chiêm ngưỡng tác phẩm. Và hôm nay sẽ có những cái câu chuyện thú vị xoay quanh bên tác phẩm đặc biệt này. Em chào anh Hoa nhá. Xin chào Đức Huy nhá. Cái suốt ngày với cây cảnh đó anh. Thôi thì ngoài những cái lúc lao động mệt nhọc thì cũng lại quay về cái vườn cây để giải tỏa những cái nhọc nhằn trong một cả ngày lao động. Dạ vâng. Có niềm vui phấn khởi. Thì cũng vừa rồi em giới thiệu với quý vị đấy. Thì đây là cái tác phẩm có lẽ là cái tác phẩm độc nhất vô nhị ở Việt Nam này. Làm theo một cái hình tượng cối xay lúa. Thế thì có thể nhờ anh Hoa có thể chia sẻ thêm chi tiết nào mà anh chưa chia sẻ thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị hiểu hơn. Rồi, thì cũng xin chia sẻ với Đức Huy với lại tất cả anh em yêu cây trên cả nước theo dõi qua cái kênh YouTube của Bộ Sát Đức Huy. Thì riêng với cái tác phẩm này thì nói thực mà nói là mình cũng rất là nhiều anh em làm chương trình ưu ái đến để làm cái chương trình và đưa tin đấy về cái tác phẩm Cối Xay thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà nói gì thì nói, như một cái tác phẩm này nó là một cái tác phẩm cực kỳ tâm huyết, không riêng gì của bản thân Đào Hoa mà còn tâm huyết cả với bố mẹ già. Năm nay cũng 90 rồi đấy, bố mình năm nay 90, mẹ mình năm nay 87, cũng rất là tâm huyết với tác phẩm này. Rồi thì đến các con của mình thì đấy cũng là cái đầu tiên nói là cái niềm động viên vô cùng lớn đối với mình là một người chơi cây và tạo tác trong cái tác phẩm này đấy. Thế thì bản thân tác phẩm này thì mình cũng đã nói rồi, thì xuất phát từ là mình là con người nông nghiệp. Thế mà bản thân thì ở cái địa phương mình thì cũng là lần trước đã chia sẻ rồi đấy. Thế nhưng mà có những bạn thì có khi lần trước chưa theo dõi thì chưa biết, thì mình cũng lại chia sẻ thêm là rất vinh dự là được Bác Hồ đã về thăm và đạp guồng nước chống úng cứu lúa cùng với bà con nông dân tại xã Hợp Lực ngày 26 tháng 7 năm 1962. Vâng ạ. Thì đó cũng là một cái mình cũng dựa vào cái chủ đề đó là mình sáng tác một tác phẩm. Trong khi đó thì là muốn thì cái quan điểm của mình chơi cây đấy thì là có rất nhiều trường phái khác nhau đấy, mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Thế nên mình đứng ở một cái trường phái nào thì mình chơi trường phái đó, và mình cũng lại rất tôn trọng những cái trường phái xung quanh đấy. Vâng ạ. Những người chơi ở những cái môn khác mình cũng đều rất là trân trọng. Thế thì riêng về cái sinh vật cảnh này đấy, mình đã tạo ra một cái tác phẩm mà thực sự nó thu hút đối với bản thân mình. Thì mình nghĩ rằng là tất cả hiện đến bây giờ đấy, Đảng và Nhà nước cũng như là chính quyền các cấp cũng đang giáo diết thực hiện cái chủ trương trong cái tinh thần của nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 là phát triển cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Thì chính vì cái đậm đà bản sắc dân tộc đó thì mình tạo tác là một cái tác phẩm Cối Xay Lúa này để trước hết là mình chơi đã. Vâng ạ. Với bản thân mình, với gia đình mình đã. Cái điều đó là cái điều rất là vui. Thưa quý vị, là tuổi thơ của bố mẹ anh này, của các anh
gắn liền với ngành nông nghiệp, gắn liền với những cái cối xay lúa, phải không anh? Rồi. Nó rất là thân thuộc với chúng ta, thân thuộc với cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đấy. Nên là cái đó nó in hẳn vào trong cái suy nghĩ và cái việc làm của anh. Và anh muốn làm cái gì đó cho gia đình anh, cho bản thân anh, và còn rộng hơn quý vị ạ, cho cái ngành nông nghiệp Việt Nam. Bởi vì chắc cái cối xay lúa thì anh Hoa nhỉ, chắc chỉ cái thế hệ 8X còn một số người biết thôi. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà 9X thì em nghĩ là không biết cái cối xay lúa, đâu. Không nhìn thấy. Nếu lớp trẻ mà nói cối xay lúa là cũng không hình dung được thế nào. Thế còn 9X, thế hệ 9X cũng đã không biết rồi, thì trẻ hơn thì càng không biết. Đấy. Và đây là một cái đặc biệt của bị ạ. Một tác phẩm đặc biệt. Mình cũng vui hơn là tất cả các bác ở các tỉnh mà khi về đây chơi đấy, tham quan, thì về cái nghệ thuật thì mỗi bác có một cái nhìn nhận khác nhau. Đấy, nhưng mà về cái nội tâm của trong tác phẩm thì các bác rất là sôi động, rất là nhiều những câu chuyện. Đấy, từ thời xa xưa của các bác đã nếm trải rồi. Nó liên quan đến việc nhà nông này, đến việc cây lúa này, rồi đến việc đi làm đồng này, rồi đến việc là sản xuất ra những cái hạt gạo. Rồi vâng ạ. Nói tóm lại là liên quan đến bát cơm. Vâng ạ. Của người Việt Nam mình. Thì từ thời xa xưa là các cụ đã nói rồi, là đúc kết cuối cùng là các cụ coi hạt gạo là một hạt ngọc thực. Vâng ạ. Mà muốn được có một hạt ngọc thực để mà nuôi sống con người thì nó rất là gian nan vất vả, trải qua rất nhiều công đoạn của người nông dân. Thì các bác là cứ xoáy vào những cái việc đó, các bác đứng xung quanh cái cây này, các bác bàn, các bác kể chuyện, các bác làm cái niềm vui, các bác phấn khởi, là mình thấy tự nhiên là thấy động viên cho mình. Vâng. Còn cái giá trị về cái nghệ thuật thì mình cũng không nói, thì ai cũng mỗi người có một cái cảm nhận thôi. Nhưng về cái giá trị tinh thần là mình thấy vui lắm. Cứ mỗi một đoàn khách đến đây là rất nhiều câu chuyện đưa vào trong rồi thì lại lôi ở trong ra để tâm sự với nhau. Và quý vị ơi, bây giờ thì xã hội phát triển thì ngành công nghiệp rất là phát triển quý vị ạ. Nhưng ngày trước thì quý vị biết là nông nghiệp là cái ngành quan trọng nhất của một đất nước chúng ta. Thì anh Hoa thì là cái thế hệ trước thì và là chủ cây, thì cũng để bao xa đâu nhờ anh Hoa chia sẻ cái giá trị, cái quan trọng của ngành nông nghiệp với đời sống của Việt Nam thế nào. Và ngày trước thì còn đất nước ta còn khó khăn này, còn chiến tranh nữa anh nhỉ. Đấy. Đấy, thì ngành nông nghiệp thì quan trọng như nào anh Hoa? Cái thời chiến tranh ấy, mà trước nữa đấy, thì nói thật là lịch sử cũng ghi rõ rồi. 4.000 năm chứ không phải là 4.000 năm lịch sử đã ghi rõ là nước Việt Nam là một đất nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu. Vâng. Và phát triển đến ngày hôm nay là cũng đi từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu. Thế sau đó đến cái thời kỳ sau này, đến cái giai đoạn mà Bác Hồ là kêu gọi toàn dân kháng chiến, thì Bác cũng có nói là mình cũng nhớ không chính xác đâu, vì mình học lúc đấy thì mình cũng nhớ láng máng thôi. Thế nhưng mà có cái câu là toàn quân toàn dân là đoàn kết kháng chiến, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Vâng. Chính vì cái lời kêu gọi của Bác đó thì lúc đó là dân tộc Việt Nam ta đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi kia một cách rất là mỹ mãn, bởi vì lý do là cái ngành nông nghiệp lúc đó là quyết định hàng đầu, vì phải có hạt gạo thì mới nuôi được quân. Đúng thì rồi. Quân mới có sức khỏe để ra trận được. Đúng rồi. Đấy, cho nên là lúc đó nó thật là cái hạt gạo là cực kỳ quan trọng, mà các cụ còn đưa đến ở cái đời thường, các cụ còn nói cái chuyện là ăn là vấn đề đầu tiên, nhất ăn rồi nhì mới đến mặc. Thế mà ăn lúc đấy là khó khăn lắm, hạt cơm hạt gạo nó thật là. Mình thì nói ra thì bây giờ các bạn trẻ sau này thì bảo là thôi cứ kẻ nghèo khổ, như đúng là đến thời kỳ trước còn khổ nữa, nhưng thời kỳ mình cũng đã còn có cái giai đoạn là còn cơm còn phải nhường anh nhường em, chị nhường em, anh nhường em từng bát cơm để đi học một. Nó đói, nó khổ. Thế làm được ra hạt gạo thì nó thật là nó cực kỳ vất vả. Đấy. Thế thì mà lúc đó thì làm gì có phương tiện máy móc như bây giờ đó. Toàn bộ là thủ công hết. Cày cũng cày bằng con trâu, con bò, đi trước cái cày đi sau. Rồi đưa cái cây lúa về nhà thì cũng lại rắc ra sân, xong là dùng cái trục lu này à, đây, để lăn. Đấy, đây, đây, trục lu đây.
để lăn cho nó rụng hạt thóc ra. Lăn nó rụng hạt thóc ra. Đó, xong phơi xong rồi lại đưa vào cái cối để xay đây, người mẹ đây hình tượng, xay. Biểu tượng một người mẹ vừa đựu con vừa xay lúa. Vâng ạ. Đấy, xay xong hạt lúa thì lại đưa vào cái cối để giã thành hạt gạo, nó cực kỳ nó gian lan mới được một bát cơm ăn. Đấy, chứ không như bây giờ toàn bộ là máy móc công nghệ hết, nó nhanh, một trong vòng một tiếng có thể ra hàng tấn gạo ngay. Nhưng ngày xưa chỉ cần một thúng thóc đã mất hàng tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Vâng ạ. Rất là vất vả, mà toàn làm là tranh thủ buổi tối thôi. Đấy, cho nên chính vì cái đó là mình là muốn tạo tác một cái tác phẩm này để bây giờ những ai trải qua, từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn đó thì mọi người thấm nhuần và in đậm vào trong những cái suy nghĩ của mọi người. Những cái vật dụng thân thuộc, ví dụ như là cối xay lúa này, cái những cái lăn lúa, rồi những cái cối giã gạo, những cái mọi người nhớ lắm. Sa Đa Huy thì cũng được biết cái đó. Đấy. Nhưng mà không được không không in sâu đậm vào cũng như các anh thôi. Các anh thì cái trại gần như là sống và lao động sản xuất hàng ngày với những cái vật dụng này. Thì chính vì đó thì anh Hoa anh mới làm lên một cái tác phẩm đặc biệt này. Và quý vị ơi, đây là một cây với cái chất liệu xanh quê, quý vị nhé. Mọi người vẫn đang dùng cái từ xanh quê đây này. Và quý vị nhìn thấy lá như thế nào? Lá rất nhỏ, răm dày. Và đây là tổng thể một tác phẩm anh thể hiện cái cối xay lúa. Và đây mình cũng nói chia sẻ với Đức Huy mà rất nhiều lần nói là cái quan trọng nhất của cái tác phẩm là được ôm trọn một chiếc cối đá gạo. Vâng. Cối đá giã gạo cổ nằm trọn trong một cái bộ đây rễ. Trong này là một cái cối đá đấy, giã gạo anh ạ. Là một cái cối đá giã gạo. Vì ngày trước là và trồng trong đấy quý vị trọn, nhé. Đó. Nhưng mà đã tràn ra cái cối đá nó rất là lâu rồi, nó ôm tràn đấy. Kín rồi. Rồi. Thì cây này thì cái cấu trúc là cái cây xanh quê. Anh làm theo một cái dáng làng. Rồi. Anh ạ. Làm dáng làng. Dáng làng tự nhiên. Vì nhìn thấy cái rễ này đã tạo lên những cái vẻ cổ kính, bề thế cho tác phẩm. Và bệ rễ thì chảy hết rồi quý vị nhỉ. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh Khoa nhỉ? Cái này là có lẽ là 1 mét, gần 1,5 mét từ mặt chậu lên. Từ mặt chậu lên khoảng sấp xỉ 1,5 mét sấp quý vị nhỉ. Một tác phẩm cực kỳ đặc biệt. À, tổng và hôm nay Bà Sa Đa Huy muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị thấy được cái ngoài cái giá trị nghệ thuật ra thì còn cái giá trị văn hóa nữa. Và sâu xa hơn thì còn nói lên, thể hiện cho cả một cái ngành nông nghiệp Việt Nam. Thì một tác phẩm của anh Hoa chắc chắn là rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì chưa khi nào Bà Sa Đa Huy nhìn thấy một cây có một cái tạo lên cái hình tượng này, hình tượng cối xay lúa này. Chắc là chỉ có duy nhất anh làm được cái tác phẩm như thế này phải không anh nhỉ? Thì đấy, thì hiện đến thời điểm bây giờ thì mình cũng phấn khởi là chỉ có mỗi tác phẩm này là duy nhất mình trên tạo tác ra thông tin đại chúng này. Đấy. Cũng chưa thấy một cái cây nào có cái hình dáng hay là có tái hiện cái cối xay lúa này như anh, đúng không rồi. Anh? Thế thì tạm thời chúng ta cứ cho nó là đây là cái cây duy nhất đi. Rồi. Bởi vì chưa thấy trên thị trường. Thì hôm nay thì Bà Sa Đa Huy chia sẻ một thước phim bên tác phẩm cối xay lúa và trò chuyện với anh Đào Nhất Hoa. Mà chắc chắn là nói thật với Đức Huy là riêng tác phẩm này đấy, nó càng ngày nó mình phải khẳng định một điều là càng ngày nó càng đi vào huyền thoại. Càng ngày càng đi vào huyền thoại. Chứ nó không phải là sau này nó thành một cái cây nghệ thuật nữa. Dạ vâng. Người ta không nói đến một cái cây nghệ thuật nhưng mà người ta nói đến một cái gì đó nó huyền thoại lắm. Vâng vâng vâng. Đấy, càng năm tháng cho đi trôi đi thì nó càng đi vào huyền thoại. Bởi vì nó như là một cái bảo tàng thu nhỏ để giữ chọn cái kỷ vật của người nông dân nằm trong đây. Vâng ạ. Đấy là cái suy nghĩ của mình tạo tác lên. Mình xác định mình nghĩ mà chắc chắn nó phải như thế. Vì bây giờ những cái cối là người ta không dùng, người ta đem người ta chôn vùi xuống bờ ao đóng lốp, người ta lấp đi, người ta bỏ đi. Nhưng đây thôi, cái cây này nó vừa là mình để chơi, nó vừa là thay mình để giữ lại cái kỷ vật người nông dân. Vâng ạ. Một nắng hai sương mà từ thời ông cha mình. Dù rằng bạn có đi nước ngoài, bạn có ở thành phố chăng nữa thì ông cha các bạn cũng vẫn là người xuất phát từ con người nông dân. Vâng. Từ thời xa xưa.
Đó, thì đây cái cây này nó là minh chứng lịch sử, nó giữ lại này. Vâng ạ. Đó. Thế anh ơi, mình cho em hỏi một câu, thế. Cho em hỏi một câu, câu này hỏi vui một chút. Thế giả sử có ai mà yêu thích tác phẩm này của anh, thì anh có nhượng lại không? Cái này thì thực ra em nói là cũng rất nhiều bác là có thật là cũng có đặt vấn đề. Đấy, mình không nói chuyện tiền bạc đâu nhé. Vâng. Mình đặt vấn đề để chuyển nhượng để bác ấy sở hữu thôi. Nhưng mình cũng xin phép là bỏ thôi thì cứ trước mắt bây giờ mình còn đang sở hữu, để vì nói thật là mình còn đang muốn để mình chơi đã. Vâng ạ. Đấy, thì còn đến một lúc nào đó ví dụ mà nó có thể hợp duyên. Đấy, quan trọng nhất là lại phải hợp duyên với nhau. Thì có thể là mình nhường quyền cho các bác ấy tiếp tục, các bác ấy lưu giữ cũng vẫn được, không sao cả. Dạ vâng. Đấy. Nhưng tại bây từ thời điểm này trở về trước là cũng rất nhiều bác là cũng muốn là, vâng ạ, là mình chuyển nhượng là các bác sở hữu, nhưng mà mình một thôi thì cũng muốn còn đang muốn chơi tí nữa. Dạ vâng. Đấy. Rất là còn tâm nó huyết được đấy. Bao nhiêu về kinh tế mình không biết. Cái dạ, đó vâng. Mình vì mình có nói gì đâu về cái chuyện này, chưa đặt vấn đề cái việc này. Vâng ạ. Nhưng mình còn đang thích chơi. Một người rất tâm huyết quý vị ạ. Rồi. Và tác phẩm này thì em được biết này, báo đài cũng đã đưa tin rồi. Đó. Và cũng có những hình ảnh về tác phẩm này, thì anh có thể dẫn em vào trong đấy em cho quý vị xem những cái hình ảnh mà báo thì, đài thì viết về tác phẩm này, này thì cũng nói với Đức Huy là tất cả trên các mặt báo từ Việt Nam Hương Sắc rồi thì các tạp chí rồi đài truyền hình Việt Nam rồi đài truyền hình tỉnh Hải Dương, báo Hải Dương nói chung là cũng đều có lưu giữ cái thông tin hết rồi. Vâng ạ. Đấy, mình đấy là mình nói thật, mình cũng đây là cái niềm vui của mình. Vâng ạ. Đấy. Và Sản Huy ngay lúc đầu video đã chia sẻ với quý vị, anh Đào Nhất Hoa, anh là người đặc biệt. Cái đặc biệt của anh không những tạo tác ra một tác phẩm Cối Xay Lúa, mà quý vị nhìn thấy cái đặc biệt của anh thể hiện ngay trước mắt chúng ta. Đó là anh ấy sưu tầm hàng rất rất nhiều những cái mâm cổ, mâm gỗ cổ. Hiện nay cái bộ sưu tập mâm của anh lên đến bao nhiêu cái rồi anh? Toàn bộ là từ to nhỏ rồi đến tất cả các loại là nó tầm xít 500 chiếc. Xít 500 cái. Quý vị ơi, mâm này, mâm cổ. Tại sao anh lại có cái suy nghĩ là đi sưu tầm những cái mâm này? Từ khi nào anh có cái suy nghĩ như vậy? Cái mâm này thì cũng là từ cái lúc còn trẻ, còn cái lúc đi bộ đội về là mình cũng bắt đầu chơi cây là mình cũng đã thích cái mâm này. Thế ạ? Đấy, vì ngày xưa mình cũng chứng kiến rồi, cũng đã được chứng kiến cái mâm này của các cụ nhà mình để lại rồi thì mình chứng kiến. Lúc đầu thực ra là mình cũng chỉ muốn xác định là cũng sưu tầm một vài chiếc để chơi thôi. Vâng ạ. Chứ không nghĩ là nhiều thế này đâu. À thế ạ? Đấy, thế nhưng mà rồi nó cứ nảy ra trong đầu mình rồi nó tự nhiên nó có phát triển nó nhiều lên này nó lúc nào mình không biết đấy, chứ lúc đầu chỉ nghĩ là trong đầu chỉ khoảng 3 hoặc 5 chiếc. Em ngày bé em cũng đã được được biết cái mâm này rồi. Đó. Nhưng cũng phải cảm ơn anh Hoa, mà nếu không có anh Hoa thì những cái mâm này cũng lại bỏ hết đi vào dĩ vãng, đa số là bỏ hết. Bởi vì đây quý vị ơi, ngày xưa thì mọi người thì thường xuyên là sử dụng cái mâm này trong cái bữa cơm của gia đình đấy anh nhỉ? Trong bữa cơm gia đình phải có những cái mâm này. Mà cái này mình nói bởi chứ mình nhìn cái chiếc mâm này thì mình phải trước hết là mình phải trân trọng cái sự cần cù chịu khó, cái sức lao động của người mẹ, người vợ, vâng, người con gái, chị em gái mình. Vì tất cả cái việc tề ra nội trợ là hầu như là người phụ nữ này là chính. Vâng. Anh em mình thì có khi năm may ra được ngày 8 tháng 3 hoặc là một vài ngày thì bê cái mâm đi rửa bát thôi. Còn đa số là được vợ con, vâng, mẹ già. Vâng. Đấy thì mình cũng rất là trân trọng. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái mâm mà nhất mình lại còn mẹ, năm nay gần 90 mình nhìn thấy cái mâm này là mình thấy cái hình ảnh đó là mình rất trân trọng. Dạ vâng. Nó quý ở chỗ đó. Vâng. Thưa quý vị, là đi qua thấy một cái bộ sưu tập mâm của anh thì Bà Sa Đức Huy giới thiệu với quý vị. Và chúng ta trở lại cái chủ đề chính, đó là những cái tạp chí này về tác phẩm Cối Xay Lúa, phải không anh? Đấy. Đây là tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam. Thì năm 2018 anh nhỉ? Đây năm 2018. Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đấy, thì đã được phát hành lịch Tết trên tạp chí của Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam. Đấy, đây là lịch Tết quý vị nhỉ? À.
Thế và bên này em thấy cái ảnh này Đây thì chắc là khá là lâu rồi này, đúng không ạ? đây thì năm 2016 tham À. dự Festival Sinh Vật Cảnh Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất À thế tổ ạ. chức tại Vincom Long Biên. Thì lúc Vâng. đó là các bác ở Hà Nội là các bác ấy làm gọi là chu đáo hơn, là có cái chương trình là bình xét và chụp ảnh của câu lạc bộ ảnh báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, và làm Vâng. chương trình thì chính cái cây của mình đây là cũng đạt được cái top vào trong cái giải đó Giải khuyến khích câu lạc bộ đấy. ảnh báo chí. Ảnh báo chí mấy nghìn tác phẩm mà chỉ được có 7 tác phẩm đưa vào giải thì của mình thôi cũng lọt vào trong cái giải, dù rằng là khuyến khích nhưng vẫn được lọt vào trong cái top 7 đấy này. Vâng ạ, Em vâng ạ. phấn Đấy, khởi tuyệt vời cô Việt. Đó là đấy. những cái thành tích. Và còn rất nhiều như vừa rồi anh chia sẻ là rất nhiều những cái báo đài, thông tin truyền thông đã đưa tin về tác phẩm đặc biệt này. Kính thưa quý vị, Bò Sát Đá Huy vừa cùng anh Đào Nhất Hoa, chủ nhân của tác phẩm đặc biệt Cối Xay Lúa, chia sẻ và gửi tới quý vị trong một cái thước phim này. Và đến đây thì Bò Sát Đá Huy cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được chào anh Hoa nhá. Rồi, Cảm ơn anh nhá. chào Đức Huy nhá, chào tất cả Và Bò Sát Đá Huy anh chị cũng em, cô xin bác được trên. cảm ơn quý vị. Rồi, rồi. Và xin hẹn quý vị ở thước phim sau. Chào tạm biệt quý vị.